¿Cómo? Xét tính cả khả vi của hàm f tại x bằng 0. Khả vi nghĩa là có đạo hàm nhiên và hữu hạn. Ta xét tính liên tục trước. Vì sao xét tính liên tục? Bởi vì chúng ta có định lý là khả vi thì liên tục. Suy ra nếu mà không liên tục thì hàm sẽ không khả vi. À. Để ý rằng là hàm f mà liên tục tại x bằng 0 thì nếu và chỉ nếu liên của fx x tiến về 0 cộng bằng liên của fx x tiến về 0 trừ và bằng f tại 0. Ký hiệu đẳng thức này là sao? Lim fx y tiến về 0 cộng lim a lũy thừa trừ 1 chia cho x mũ 3 y tiến về 0 cộng. X tiến về 0 cộng thì x mũ 3 là 0 cộng, 1 chia 0 cộng là cộng vô cùng, có dấu trừ, như vậy là a mũ trừ vô cùng. Để ý em mũ trừ vô cùng là 0. Liên của fx x tiến về 0 trừ trừ 1 chia x mũ 3 x tiến về 0 trừ. X tiến về 0 trừ thì x mũ 3 tiến về 0 trừ, 1 chia 0 trừ là trừ vô cùng, có dấu trừ là cộng vô cùng. Ý e mũ cộng vô cùng là cộng vô cùng. Còn f tại 0 theo đề bài là bằng 0. F tại 0 là ứng với nhánh thứ nhì. Và như vậy các anh chị thấy là cái đẳng thức sau, tức là điều kiện để cho hàm f liên tục tại 0 trở thành sau tương đương với lim fx x tiến về 0 cộng chúng ta thay bởi 0 bằng lim fx x tiến về 0 trừ thay với cộng vô cùng, rồi bằng f tại 0 thay với 0. Rõ ràng đẳng thức này là sai. Và đẳng thức này sai chứng tỏ là hàm f không liên tục tại x bằng 0. Mà f không liên tục thì kéo theo là hàm f không khả vi. Tại x bằng 0. Ta có chú ý f là khả vi
tại x bằng x0 suy ra f liên tục. Tại x bằng x0. Do đó f mà không liên tục tại x bằng 0, x bằng x0 thì suy ra f cũng không khả vi. Tại x bằng x0 thì cho ra nha. Câu B. Lim của 1 cộng 3x lũy thừa 1 chia cho em muốn trừ x trừ 1 x tiến về 0. Chế hàng này nó có dạng x tiến về 0 thì cơ số là 1 cộng 3 x rõ ràng tiến về 1. Trên mũ em muốn 0 là 1, 1 trừ 1 là 0, có thể không cộng hoặc không trừ. Như vậy trên mũ có thể là cộng hoặc trừ vô cùng. Thì có nhiều cách trình bày, thì một cách như thế này. Đặt y bằng 1 cộng 3 x lũy thừa 1 chia cho em mũ trừ x trừ 1. Suy ra log na 3 của y bằng log na 3 của 1 cộng 3 x lũy thừa 1 chia em mũ trừ x trừ 1. Số mũ đưa ra ngoài 1 chia em mũ trừ x trừ 1 nhân log na 3 của 1 cộng 3 x. Chúng ta có thể viết thành một phân thức riêng tử là log na 3 của 1 cộng 3 x với mẫu là em mũ trừ x trừ 1. Đây là ngữ nghe tiếng Anh. Bước 2. Chúng ta tính lim của log na 3 của y x tiến về 0. Log na 3 của 1 cộng 3 x em mũ trừ x trừ 1 x tiến về 0. Dễ thấy giới hạn nó có dạng không chia 0. Chúng ta áp dụng quy tắc L'Hôpital. Đạo hàm phiên tử chia đạo hàm với mẫu. Lớp U đạo hàm bằng U phải chia U. U phải có nghĩa là 1 cộng 3 x lấy đạo hàm chia U là chia 1 cộng 3 x. Như mẫu em mũ trừ x đạo hàm là em mũ U đạo hàm bằng em mũ U nhân U phải. Còn trừ 1 đạo hàm các anh chị thấy là bằng 0. Tính bằng 0. Một cộng ba x đạo hàm là bằng 3 chia 1 cộng 3 x chia mẫu em mũ trừ x viết lại trừ x đạo hàm là trừ 1 tiến về 0. Và thay x bằng 0 vô đi, các anh chị được 3 trên cho ở đây là 3 x 0 là 0, cộng 1 là 1, 3 chia 1 là 3.
Còn dưới mẫu em muốn không để ý là 1, 1 nhân với trừ 1 là viết 1 nhân với trừ 1. Đáp số chỗ nào là trừ 3. Rồi, liên block đi. Vậy giới hạn càng tìm ban đầu sẽ bằng e mũ trừ 3 e mũ kết quả vừa rồi, tức là bằng 1 chia e mũ 3. Dĩ nhiên giải thích khi kết quả cuối đó hay là bằng lim của y ý kiến về không, mà để ý là y là bằng e mũ log na bay của y tiếng về không. Chúng ta lấy giới hạn của cơ số được bao nhiêu lũy thừa lim tiên mũ. Lim của e là bằng chính nó, còn lim của log y bao nhiêu là thay với số 3 trừ 3. Câu 2. Viết khai triển Taylor của hàm số fx bằng 1 chia x nhân với x cộng 1. Tại lân cận x0 bằng 1 bậc 2 trên cấp 2 và phần dư dạng Biano. Ta có fx bằng fx0 cộng f phải tại x0 chia 1 dài thừa nhân với x trừ x0 cộng với đàm cấp 2 tại x0 chia 2 dài thừa nhân với x trừ x0 đem bình phương và cộng với vô cùng bé cấp cao hơn x trừ x0 đem bình phương. Đây là phần dư, người ta gọi là phần dư dạng Biano ha, tức là dạng thực. F tại 1 dễ thấy là 1 phần 2 thay x bằng 1 vậy nè. Tính đạo hàm nào, một chia x bình cộng x lấy đạo hàm, một chia u đạo hàm là trừ u phải chia u bình. Trừ u phải chia u bình phương. Trừ đi 2x cộng 1 chia x bình cộng x đem bình phương
suy ra f phải tại x0, f phải tại 1. Trừ 3/4. 2 x 1 là 2, cộng 1 là 3. 1 cộng với 1 là 2, đem bình là 4. Lập cấp 2. Bằng trừ đi để đó, đạo hàm điện tử nhân với mẫu thức, trừ đi điện tử nhân với đạo hàm của mẫu thức, chia cho dưới mẫu bình phương là thành mũ 4. Thật ra đây là một cách làm, chỉ có thể làm các cách khác. Trừ đi 2x cộng 1 đạo hàm là 2, nhân với x bình cộng x đem bình phương, trừ đi 2x cộng 1 nhân với u bình đạo hàm là 2, nhân với u là x bình cộng 1, x bình cộng x nhân với u phải x bình cộng x lấy đạo hàm là 2x cộng x 1, 2x cộng 1 chia x bình cộng x lũy thứ 4. Giờ nếu các anh chị rút gọn tử và mẫu cho x bình cộng x đi, trừ đi nè 2 nè, còn 1 thừa số x bình cộng x, trừ đi x bình cộng x rút gọn với dưới mẫu rồi, nếu đây là còn 2 nhân với 2 x cộng 1 đem bình phương, chứ mẫu lúc này còn x bình cộng x lũy thứ 3. Suy ra đạo hàm cấp 2 tại x0, nghĩa là f hay phải tại 1, trừ đi 1 bình cộng 1 là 2 nhân với 2 là 4, trừ đi 2 nhân với 2 nhân 1 là 2 cộng 1 là 3, bình phương là 9, chứ mẫu là 1 cộng 1 là 2 mũ 3 là 8. A nhân 9 18, trừ 18 cộng 4 là trừ 14, có dư trừ là 14, 14 chia 8 là 7 chia 4, 7/4. Ta thay vô cái công thức lúc nãy này ha. Fx bằng Fx0 là 1/2, cộng F phải tại x0 f phải tại x0 là f phải tại 1, đó là trừ 3/4. Chia 1 về thừa là 1, nhân với x trừ x0 là x trừ 1, cộng đạm cấp 2 tại x0 là 7 chia 4, chia cho 2 về thừa là 1 nhân 2, nhân với x trừ x0 là x trừ 1 đem bình phương, cộng vô cùng bé cấp cao hơn x trừ x0 là x trừ 1 đem bình phương. Một phần 2 trừ đi 3 chia 4 nhân với x trừ 1,
cộng 7 chia 8 nhân với x trừ 1 đem bình phương, cộng vô cùng bé cấp cao hơn x trừ 1 đem bình phương. Đáp xong. Câu 3. Dạ. Đặt cái tích phân cần tính đó là y không đến cộng vô cùng của 2x chia 1 cộng x mũ 4 để với t lớn bằng 0. Ta đi tính đặt là a đi. Tích phân từ 0 đến t của 2x trên cho 1 cộng x mũ 4. Để giờ chúng ta đổi biến bằng cách đặt u bằng x bình. Kéo theo du bằng 2x để x bình, các anh chị lấy đạo hàm là 2x để. Và bây giờ đổi cận. Xt. X đi từ 0 đến t này u. U. X bằng 0 thì u bằng 0, x bằng t thì u bằng t bình phương. À, bây giờ bằng tích phân từ 0 đến u bình phương. 2x dx là du chia cho 1 cộng x mũ 4 là 1 cộng u bình phương. Rồi, chỗ này là t bình, cho viết gì đây? T bình. Một nguyên hàm của 1 trên cho 1 cộng u bình là arc tan u. Cận từ 0 đến t bình phương. Bằng arc tan thay u bởi t bình phương trừ đi thay u bởi căn dưới là 0. Và để ý arc tan của 0 thì bằng 0, cho nên còn arc tan của t bình phương. Đó là đáp số của bước 1. Bước 2. Tính lim của A lớn T tiến về cộng vô cùng. Lim của arc tan của T bình T tiến về cộng vô cùng. Như vậy các anh chị được arc tan của cộng vô cùng. Và để arc tan của cộng vô cùng là pi chia 2. Bước 3. Vậy tích phân suy đồng đã cho hội tụ và có giá trị là y bằng tích phân từ 0 đến cộng vô cùng 2x chia 1 cộng x mũ 4 để bằng
biết gì ha. Câu 4. Câu A. Fxy bằng y lũy thừa y chia x nhân với sin của y chia x. Đam riêng của hàm F thay biến x, y lũy thừa y chia x. Nhân với sin của y chia x. Thế nào hả? Hai thừa số đều chứa x hết cho nên là có dạng u nhân v. Bây giờ đạo hàm có mục tích y lũy thừa y chia x. Lấy đạo hàm nhân với sin của y chia x cộng y lũy thừa y chia x nhân v phẩy là sin của y chia x, lấy đạo hàm ta để ý là a mũ u, đạo hàm bằng a mũ u nhân u phải nhân với log nabla của a, rồi sin u đạo hàm bằng u phải nhân cos u. Thì thì số hạng y lũy thừa y chia x mà lấy đạo hàm riêng theo, ở đây mình thiếu ta. Ổn quá, làm riêng theo x. Làm riêng theo x thì chúng ta để ý là mình xem y là hằng nha. Xem y là hằng số. Số hàng đầu có dạng A mũ U. A là y, còn mũ U ở đây là y chia x. A mũ U đạo hàm bằng A mũ U tức là y lũy thừa y chia x nhân với U phải là y chia x, lấy đạo hàm riêng theo x nhân log nabla của A là log nabla của y sin của y chia x cộng y lũy thừa y chia x sin U đạo hàm bằng cos U nhân với U phải cos của y chia x nhân U phải là y chia x, lấy đạo hàm riêng theo x. Phức tạp đây. Bằng y lũy thừa y chia x. Y chia x lấy đạo hàm dễ thấy là trừ y chia x bình. Log nabla của y nhân với sin của y chia x. Cộng y lũy thừa y chia x cos của y chia x nhân với y chia x, lấy đạo hàm riêng theo x là trừ y chia x bình.
Để như thế cũng được, hoặc là đặt thêm thử số chung, lấy trừ y chia x bình ra ngoài, rồi lấy y lũy thừa y chia x ra ngoài. Thì bên trong còn gì? Còn log năm mươi của y nhân với sin của y chia x, phía sau là cộng với cos của y chia x. Đó là đạo hàm riêng theo biến x. Và đạo hàm riêng theo biến y y lũy thừa y chia x nhân với sin của y chia x, lấy đạo hàm riêng theo y. Cũng có dạng là mục tích. Y mũ y chia x, lấy đạo hàm riêng theo y nhân với sin của y chia x cộng y lũy thừa y chia x nhân với sin của y chia x, lấy đạo hàm riêng theo theo y. Nhưng mà để ý là ở đây cơ số và số mũ đều chứa y cả, nên mình biến đổi thêm chút nha. Các chị để ý là u là bằng e mũ log năm e của u, cho nên là u mũ v bằng e mũ log năm e của u rồi lũy thừa v, tức là e mũ v log u. Chỉ cho nên coi như áp dụng cái đặc điểm đó thì chúng ta để ý là y lũy thừa y chia x có thể viết lại là e lũy thừa y chia x nhân với log năm e của y, đạo hàm làm riêng theo y nhân với sin của y chia x cộng y lũy thừa y chia x sin u đạo hàm mà cos u nhân với u phải, lấy làm riêng theo y. Để ý rằng là e mũ u mà đạo hàm bằng e mũ u nhân u phải, e mũ y chia x nhân với log y. U phải nghĩa là y chia x nhân với log năm mươi của y, lấy đạo hàm riêng theo theo y nhân với sin của y chia x cộng y mũ y chia x cos của y chia x. Rồi, ở đây lưu ý là y chia x mà lấy đạo hàm riêng theo y thì dễ thấy là một chỉ y đạo hàm bằng một, còn x xem như là hàng số mà. Tương đối phức tạp về mặt tính toán. Để ý e mũ y chia x nhân với log năm mươi của y thì có thể viết lại như phía trước đó. Viết lại như phía trước có nghĩa là trả lại cái dạng y lũy thừa y chia x. Còn ở đây có dạng đạo hàm của mục tích, mở ngoặc vuông nè, y chia x lấy đạo riêng theo y nhân với log năm mươi của y cộng y chia x nhân với log năm mươi của y, lấy đạo riêng theo y nhân với sin của y chia x cộng số hàng phía sau, viết lại đây y lũy thừa y chia x nhân với cos của y chia x nhân với một chia x. Cũng lắc nhắc
nghĩ nó không không có tầm thường, nhiều anh chị nếu không để ý sẽ làm sai. Y lũy thừa y chia x nhân với y chia x, mà lấy đặng riêng theo y là 1 chia x log nabla của y cộng y chia x log nabla của y đạo hàm là 1 chia x sin của y chia x cộng y lũy thừa y chia x cos của y chia x 1 chia x. Giờ hai số hạng phía trước phía sau, giờ lấy chỉ thừa số chung được, y lũy thừa y chia x thừa số chung được ha, 1 chia x lấy thừa số chung được nè, bên trong còn lại là gì, 1 chia x lấy ra rồi thì ở đây còn log nabla của y, y rút gọn với y, 1 chia x lấy ra ngoài rồi thì ở đây còn 1. Rồi nhân với sin của y chia x. Phía sau y lũy thừa y chia x lấy ra ngoài thì số chung rồi, 1 chia x lấy ra rồi thì còn cos của y chia x. Tôi nghĩ để đáp số dạng này được rồi. Khó chịu chút. Cô bé. Một công ty sản xuất hai loại sản phẩm với sản lượng là Q1, Q2 và giá bán tương ứng là P1, P2. Biết hàm tổng chi phí, hãy tìm sản lượng để mà lợi nhuận tối đa. Doanh thu. R bằng sản lượng nhân với giá bán cộng sản lượng nhân với giá bán. Thì vậy là P1 là 84. P2 là 140. Lợi nhuận. Thì ký hiệu là ăn là đi. Bằng doanh thu trừ đi chi phí 84 Q1 và 140 Q2 trừ đi chi phí hàm tổng chi nè, trừ đi 3 Q1 bình, trừ đi 2 Q1 Q2, trừ 5 Q2 bình. Và bài toán đưa về việc là tìm cực trị của hàm ăn là đàm riêng của hàm ăn là theo biến Q1. 84 Q1 đạo hàm theo biến Q1 là 84, xem Q2 là hàng số nha, cho nên 140 Q2 đạo hàm bằng 0, trừ 3 Q1 bình đạo hàm là trừ 6 Q1, trừ 2 Q1 Q2 lấy đầm riêng theo Q1 là trừ 2 Q2 cho bằng 0, còn 5 Q2 đạo hàm bằng 0 rồi. Đầm riêng của hàm ăn là theo biến Q2 140, còn Q1 là hàng đạo hàm bằng 0, 3 Q1 bình đạo hàm bằng 0 rồi,
trừ 2 Q1 Q2 mà lấy làm riêng theo Q2 là trừ 2 Q1. 15 Q2 bình đạo hàm theo Q2 là trừ 10 Q2. Thêm bằng 0. Phương trình thứ nhất chia hai vé cho 2 đi. Là tâm tư chia 2 là 42 trừ 3 Q1 trừ Q2 bằng 0. Phương trình thứ nhì chia hai vé cho 2 là 70 trừ Q1 trừ 5 Q2. Phương trình thứ nhất suy ra Q2 bằng 42 trừ 3 Q1. Thế phổ phương trình thứ nhì đi. 70 trừ Q1 trừ 5 nhân với 42 trừ 3 Q1 bằng 0. Q2 bằng 42 trừ 3 Q1. 70 trừ Q1 5 nhân 42 210. Cộng 15 Q1 bằng 0. 5 nhân 3 là 15. Trừ nhân trừ thành cộng. Q2 bằng 42 trừ 3 Q1. Phương trình phía sau các anh chị thấy là 70 trừ 201 là trừ 140. Trừ Q1 cộng 15 Q1 là cộng 14 Q1 bằng 0. Dễ thấy Q1 bằng 10. Và như thế thì Q2 bằng 12. 140 chia 14 là 10. 42 trừ đi 30 là 12. Và đó là điểm dừng. Điểm M để Q1 là 10, Q2 là 12. Q1 phía trước, Q2 phía sau nha. Bước tiếp theo, A bằng đồng liên cấp 2 của hàm ăn L theo biến Q1. Đạo hàm lần lấy đạo hàm của hàm ăn L theo biến Q1, tính đạo hàm lần nữa theo Q1 là trừ 6. B đạo riêng cấp 2 hỗn hợp theo hai biến Q1, Q2. Lấy ăn L phẩy theo Q1, đạo hàm lần nữa theo Q2, rõ ràng là trừ 2, là hệ số Q2. Đạo riêng cấp 2 của hàm ăn L theo biến Q2. Lấy ăn L phẩy theo Q2, đạo hàm lần nữa theo Q2 là trừ 10. Hệ số Q2. Tính delta bằng A nhân C trừ B bình phương. A là trừ 6, nhân C là trừ 10, trừ đi B bình là trừ 2 đem bình phương. Các anh chị thấy là 60 trừ 4, 60 trừ 4 56. Và hệ số A là bằng trừ 6 âm. Vậy hàm ăn L đạt cực đại. Tại điểm dừng M, Q1 là bằng 10 và Q2 12. Chúng ta xem đề bài hỏi như thế nào mình kết luận. Hãy tìm sản lượng Q1, Q2 để công ty đạt lợi nhuận tối đa, và khi đó lợi nhuận tối đa là bao nhiêu?
Và để ý là hàm ăn là tại Q1 là 10, Q2 bằng 12. Tính để tí mình kết luận luôn. Thế Q1, Q2 vô hàm ăn là lúc nãy bấm máy thôi. Bốn nhân Q1 là nhân 10 cộng 140 nhân Q2 là 12 trừ Q3 nhân Q1 là 10 đem bình phương trừ 2 nhân 10 nhân 12 2 Q1 Q2 trừ đi 5 nhân Q2 bình phương là 12 đem bình phương 1260. 1260. Kết luận. Để công ty đạt lợi nhuận tối đa, thì sản lượng Q1 bằng 10, Q2 bằng 12. Đơn vị sản lượng khi đó lợi nhuận tối đa là max quan là bằng 1260 đơn vị gì, đơn vị tiền, tới đây thì một lời giải cho đề thi cuối kỳ môn toán câu cấp 2 ca thi thứ nhất đề thứ hai thì đây là kết thúc. Chúc các anh chị một kỳ tốt lành.